Chào quý vị, và quý vị đã theo dõi chương trình của Phiến Đàn hàng tuần trên làn sóng 18.9. Thưa quý vị đã thấy được những cái sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đời sống văn học nghệ thuật chính trị, âm nhạc. Và tuần trước chúng tôi đã giới thiệu với quý vị một loại âm nhạc khác với những âm nhạc thường đời. Của quý vị nghe những nhạc tình ca thì chúng tôi nói với quý vị là về thánh ca, thánh nhạc. Và tuần trước thì chúng ta đã được gặp gỡ với linh mục Ân Đức của dòng Sito, ngài đến từ Việt Nam. Và thưa quý vị, khi chúng ta nói tới âm nhạc và đời sống của một đan sĩ thì có rất là nhiều khó khăn và có những cái khác biệt với đời sống của những người nhạc sĩ bên ngoài, là vì các vị ở trong dòng Sito là đời sống chiêm niệm. Tuần lễ hôm nay, Phiến Đàn lại tiếp xúc với cha Ân Đức và chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện về tìm hiểu về dòng Sito như thế nào. Mà hiện nay, công việc truyền giáo của dòng Sito đã là 100 năm. Kỷ niệm 100 năm thì dòng Sito sẽ làm được gì? Và sẽ làm gì cho đời sống tu tập của các đan sĩ cũng như là công tác truyền giáo của giáo hội Công giáo. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi câu chuyện với cha Linh Mục Ân Đức. Còn rất là cảm ơn cha. Thời giờ thì rất là ngắn cho cái công việc
truyền giáo của cha, mà công việc mà ngày hôm nay cha sang đến Hoa Kỳ, thì cái trước hết thì con muốn hỏi cha là khi cha đi như vậy á, cái khó khăn nhiều nhất của cha là như thế nào? Từ Việt Nam mà sang đây thì cái khó khăn nhiều nhất của cha là như thế nào khi phải từ một công việc ở trong đan viện mà phải đi xa, tức là xa cả ngàn ngàn dặm như thế để tiếp xúc với giáo dân, thì khó khăn nào đến với cha? Vâng, đây không phải lần đầu tiên tôi qua Mỹ. Dạ vâng. Lần thứ tư rồi nha. Dạ. Lần đầu tiên là 2007. Sau khi nhà dòng bị cơn bão số 9 tàn phá đó, đổ sập nhà dòng á, thì cha bề trên bảo tôi đi một chuyến Hoa Kỳ gây quyên góp để giúp nhà dòng xây dựng lại cơ sở đã bị tàn phá của cơn bão số 9. Thì thú thật tôi cảm thấy là ngại lắm. Vấn đề đi ra nước ngoài mà xin tiền là cả một vấn đề tôi rất là ngại ngùng vô cùng. Phải ăn nói cho hay, rồi phải có tài lưu loát làm sao chứ. Mình ăn nói trò trẻ thế này thì ai cho. Nhưng mà sao nghĩ thế này, thôi. Đây là một cơ hội ngàn năm một thuở. Cảm ơn cơn bão. Vì nhờ cơn bão mà mình mới được đi Mỹ. Có nghĩa là tôi vâng lời. Nhưng mà dùng phương án là không nói nhiều, mà dùng âm nhạc. Anh chị em biết đó. Cái bài, một trong những bài mà người ta hỏi đó là cha có phải là Ấn Đức không? Vâng, cha đây. Tác giả của cha là cái bài mà Dỗ Tình Yêu hả? Vâng, cha đó. Thì ý nghĩa là mình gây một cái thiện cảm đối với giáo dân. Thì qua những bài hát mà tôi giao lưu với giáo dân ở các cộng đoàn, thì tôi thấy rằng đây là một cơ hội để tôi đến trong cái phong cách là mình là một người chia sẻ với họ. Cảm thấy không có mặc cảm nhiều, không có cảm thấy là mình khó nói nữa. Nhưng mà đến đã gọi là chia sẻ mà. Chia sẻ gì mình có, chú ba thì mình chia sẻ cho người ta. Âm nhạc còn là một món quà, và đồng thời còn là một nén bạc. Mình muốn cho người ta yêu mến Chúa thì mình hát, hoặc là mình cùng hát với họ. Thì âm nhạc trở thành như là một cái gì có thể dễ dàng chia sẻ nhất. Và tôi dùng cái đó như là một cái phương tiện để mà vâng lời nhà dòng, và đồng thời cũng để giúp cho anh chị em khám phá được một cái chiều sâu của đời sống cầu nguyện qua âm nhạc. Vâng, thưa cha, thế thì khi chúng bàn tay chúng ta mở ra như là Chúa đã mở cái bàn tay của Ngài ra để mà ban phát cái tình yêu cho muôn loài, thì trong cái bàn tay của những người tín hữu Kitô mở ra để làm được một cái việc gì đó cho cái công việc truyền giáo, thì cha nghĩ rằng là cái điều họ nhận được nhiều nhất là gì? Vâng, khi chúng ta cho đi á, thầy Phaolô nói sao? Cho đi thì vui hơn là nhận. Cái vui của người cho đi á là sao? Thấy người ta hạnh phúc. Niềm vui của người nhận á trở thành niềm vui của người cho. Cho nên tôi cảm thấy là cái mong muốn của người cho không phải một sự đền đáp sòng phẳng đâu, mà cảm thấy rằng mình cho đi mà người khác được hạnh phúc. Đó là niềm vui rồi. Cho nên khi mà tôi làm nhạc vậy, tôi không có tham vọng là tất cả mọi bài hát của tôi được mọi người ưa thích. Khó lắm. Nhưng mà nếu giả dụ như một bài hát nào đó trong các bài hát của tôi mà giúp cho một tâm hồn nào đó gặp được Chúa, yêu mến Chúa hơn, thì đó là một phần thưởng, một niềm vui cho tôi. Một cho một linh hồn nhé. Cho rồi một linh hồn thôi mà gặp được Chúa qua bài hát đó, thì tôi nghĩ đó là phần thưởng rất lớn. Vâng. Vâng, thưa cha, thế thì sự xây dựng dòng Kitô trong 100 năm qua, dòng đã làm được gì, và cái dòng Kitô bắt đầu xây dựng, giáo hội đã xây dựng dòng Kitô từ lúc nào? Được. Và cái khởi điểm của dòng Kitô thì cái khởi điểm ban đầu là có bao nhiêu đan sĩ, và cái công việc truyền giáo cho tới ngày hôm nay thì có bao nhiêu đan sĩ, và làm được gì, xây được gì trên cái nền tảng của giáo hội Công giáo, thưa cha? Vâng, đồng lại lịch sử của dòng Kitô á, là chúng ta biết rằng dòng Kitô không phải là dòng phát xuất từ Việt Nam, mà dòng Kitô phát xuất từ thế kỷ 11, phát xuất từ dòng biển Đức. Khi mà dòng biển Đức trở thành một cái thời hoàng kim của Âu Châu, đến nỗi Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đặt Thánh Biển Đức làm quan thầy của Âu Châu, thì dòng Biển Đức một thời rất là
phổ biến và rất là mạnh mẽ trong xã hội. Nhưng mà anh chị em biết là có lúc thịnh lúc suy, có lúc xuống, có nhiều lý do. Thì có một số cha trong dòng Biển Đức ở Molem ở Pháp tách ra một nhóm khoảng chừng 20 người tới vùng gọi là vùng Sito, là vùng cỏ sậy đó, để lập một cái dòng khác để sống nhầm nhạt hơn với tinh thần ban đầu của cha Thánh Biển Đức. Cho nên là gọi là dòng Biển Đức, dòng Sito. Và sau đó dòng này vì khắc khổ quá, ơn gọi không có bao nhiêu, sau rồi nhờ Thánh gì? Thánh Bernardo. Ngày vào dòng Sito kéo theo thêm 30 người thêm. Thì nhờ Thánh Bernardo mà dòng Sito phát triển rực rỡ. Rồi sau này dòng Sito phát triển tới cực đỉnh rồi là xuống cấp. Thì lại là có dòng Trappist, là dòng Sito nhạt phép xuất hiện để mà cải tổ dòng Sito. Còn ở Việt Nam á, lịch sử dòng Sito như thế này. Ngày 15 tháng 8 1918, tức là năm nay chúng tôi bắt đầu khai mạc 100 năm lập dòng Sito Việt Nam. Dòng Sito ban đầu là do một cha thử sai của ngài ở Đức Phật Huế, tên là Henri Denis Benoit, tiếng Việt là Cố Thuận. Ngài là một giáo sư chủng viện và một cha xứ dòng thử sai Paris. Và ngài thao thức muốn là làm sao có một dòng nam chiêm niệm tại đất nước Việt Nam để có những đan sĩ dành riêng cho Chúa, yêu mến Chúa hơn qua đời sống chiêm niệm. Và ngài đã được phép đức cha Alice Huế thành lập một dòng nam, ban đầu gọi là dòng Đức Bà Việt Nam, ra đời năm 1918. Đúng ngày Đức Mẹ lên trời thì cha Cố Thuận lên núi Phước Sơn dâng thánh lễ đầu tiên, và từ đó khai sinh dòng Đức Bà Việt Nam. Và năm 1933 thì dòng Sito, dòng Đức Bà Việt Nam sát nhập vào dòng Sito thế giới để trở thành một cái dòng của giáo hội, chính thức của giáo hội. Từ đó dòng Sito Phước Sơn là nhà mẹ. 1918 mới là lập nhà con đầu tiên, là 1936 tại Nho Quan Ninh Bình, tức là dòng Châu Sơn bây giờ. Và thời đó Đức Cha Liệu Từ là bề trên tiên khởi. Và anh chị em biết là từ đó sau 54 thì vào Nam lập thêm dòng Phước Lý, Nam Phước Lý. Rồi sau 75 phân tán các nhà khác, cho nên hiện tại bây giờ là 11 cộng đoàn trong khỏi dòng Sito. Và con số các dòng á, các nhà khá nhiều. Chỉ dòng Thiên Phước thôi, xin cho để muộn thôi. Nhưng mà hiện tại còn là 130 thành viên. 20 linh mục, hơn 50 đan sĩ. Có nghĩa là con số các ân gọi vẫn rất nhiều trong các cộng đoàn. Cho nên tôi nghĩ là với đóng góp của dòng Sito trong giáo hội không dám kể công đâu. Nhưng mà kể công có thể nói được là đóng góp cho Chúa, cho giáo hội những con người sống đời chiêm niệm. Và qua đời sống chiêm niệm là một cách đóng góp cho đời sống truyền giáo bằng đời sống cầu nguyện. Tôi nghĩ đó là cái mà đã là cầu nguyện thì không thấy được kết quả, chúng ta không thấy được. Chỉ thấy được là có thể là Chúa dùng chúng tôi như là một cái đặc biệt để mà cho công cuộc truyền giáo qua đời sống thầm lặng, qua đời sống đàn tu. Vâng, thưa cha, thế thì những cái công việc tiếp nối của dòng Sito sẽ có rất là nhiều điều mà chúng ta sẽ nói cho quý vị. Phía Nam sẽ tạm ngừng trong giây lát và mời quý vị theo dõi vài cơ sở thương mại bảo trợ cho đài, và chúng ta trở lại câu chuyện để tìm hiểu thêm về dòng Sito. Cảm ơn quý vị.